Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức ở trong vùng, đặc biệt là ở vùng chúng tôi đang ở là Rockville, Maryland. Thì nhiệt độ là khoảng từ 27 độ ban đêm cho tới 34 độ F, tức là độ Fahrenheit, thưa quý vị. Còn chuyển sang độ của nhiệt độ Celsius thì có thể nói ở trong tầm khoảng 1 độ C cho tới âm 3 độ C, thưa quý vị. Rất là lạnh. Buổi tối quý vị đi ra đường thì có thể thấy là rất là lạnh. Có những đêm như quý vị thấy trên màn hình là trừ 6 độ hay trừ 5 độ C, thưa quý vị. Bầu trời thì rất là trong trẻo, nhưng nhiệt độ thì rất lạnh. Buổi sáng quý vị thấy chỉ có 1 độ C, buổi trưa là 3 độ C, còn buổi tối xỉu xỉu là trừ 2 độ hay là âm 2 độ. Còn nguyên cả buổi tối thì âm 3 độ, thưa quý vị. Và chúng tôi đang có mặt tại một buổi bán hàng đêm của những người gốc Việt và những người gốc Thái Lan hoặc là Á Châu, Việt miền Lào vân vân, thưa quý vị. Và đây là gian hàng đầu tiên chúng tôi đến. Gian hàng này của người gốc Việt bán bắp xào bơ, rồi bán cháo lòng, cúc chiên bơ, rồi thịt xỏ sâu vân vân. Quý vị thấy cháo lòng là 15 đô một tô, cúc chiên bơ thì 15 đồng hai con, chả giò thì 5 đồng, tức là 5 đô la ba cái. Rồi gỏi đu đủ khô bò thì 10 đô. Rồi xương sa hạt é 5 đô la. Rồi bánh tráng trộn thì một hộp 10 đô la, hai hộp là 15 đô la. Chúng tôi xin nói giá để cho quý vị khán thính giả khắp nơi có thể biết được cái giá cả trong vùng. Còn đây là một cửa hàng bán đồ ăn Thái Lan, còn gọi là street food, tức là thức ăn đường phố. Những cái gian hàng này thì họ có những cái liều 10 by 10 hoặc 10 by 12, tức là khoảng 10 feet bề ngang và 10 feet bề dài, tức là khoảng gần 2m7 cho mỗi chiều, thưa quý vị. Thì những cái liều này nó bán sẵn và quý vị chỉ việc mua về rồi dâng lên. Thì có những gian hàng thậm chí là đã bắt đầu dọn hàng. Và chúng tôi có mặt vào lúc bây giờ là 7 giờ tối. Gian hàng này thì đang bán thịt nướng. Đây là những cái thịt nướng than rồi quý vị. Và chúng tôi cũng đã mua và ăn thử. Rất là ngon. Thức ăn đường phố tuy vậy mà nó ngon, thưa quý vị. Vì nó nướng, xin lỗi, nướng trên lửa than. Rồi có mực sa tế nướng vân vân. Quý vị thấy đây là những con mực được xiên, gọi là mực xiên nướng. Giá bán thì cũng khá đắt đỏ, thưa quý vị. 15 đô cho mỗi một con mực như thế. Rồi có các món ăn gà nướng, bò nướng, thịt heo nướng vân vân. Thì đây là những người mà người ta thường gọi là mưu sinh vất vả ở xứ người, thưa quý vị. Những cái gian hàng này bán thường là thức ăn chế biến nhanh. Nói chung là bán cũng khá khá giống nhau, như là xôi, chè, bánh, rồi nói chung là giống như thức ăn đường phố ở Việt Nam hay các nước Đông Nam Á. Quý vị nào từng đến các quốc gia như Thái Lan hoặc là quý vị thấy trên màn hình đây là Pad Thai, rồi bán nước, pha chế các loại nước. Nói chung là những cái cửa hàng này hay là những cái gian hàng này, quý vị vừa thấy là bánh Macron, một loại bánh của Pháp. Rồi ở đây thì có nghêu hay hàu nướng mỡ hành vân vân. Rồi thịt nướng xiên, thịt xỏ sâu. Nói chung là những cái thức ăn nhanh. Còn đây là các loại bánh. Bánh có thể là nhân sầu riêng hay gì đây, thưa quý vị. Bánh các loại nhân đậu xanh. Rồi đây là hai trái sầu riêng tươi.
không biết là để biểu diễn hay là để bán nữa. Thưa quý vị, chúng tôi xin đi vòng vòng ở cái chợ đêm bán phố đêm ở ngay tại vùng thủ đô, và đây là mực nướng, mực ướp, thường thì ướp củ vị hương, ướp sauce Hàn Quốc, ướp sauce Nhật, hay là ướp sa tế, hay là ướp sauce tứ xuyên gì đó thưa quý vị. Còn đây là lạp xưởng tươi, nó gần giống như thế thưa quý vị. Lạp xưởng tươi cứ mỗi một cái gói này nó bán khoảng chắc 10 đô la. Rồi tiếp theo có những gian hàng xa xa. Thì sau khi mua đồ ăn tại chỗ thì có thể đem vào cái tòa nhà building kế bên, họ để sẵn bàn rồi bán thưa quý vị. Còn đây là gian hàng của người gốc Việt, Việt Nam, LA. Chúng tôi đã hỏi thì gia đình này đến từ, một người thì đến từ Đà Lạt, bán bánh tráng nướng Đà Lạt. Quý vị thấy món bánh tráng nướng Đà Lạt đây. Này là không phải người Việt mà người Mỹ biết nói tiếng Việt. Bao nhiêu một cái vậy bạn? Ủa lò nướng đâu? Bán từ mấy giờ rồi? Bán có đắt hàng không? Lần đầu tiên hả? Phải có cái 10 by 10, cái dù ở trên rồi. Mà anh này, mấy người này có phải dân Đà Lạt thiệt không đó? Ủa, có người Đà Lạt đó, còn mấy người kia này không phải Đà Lạt? Mà trong cái này có cái gì? Bán cái này được lâu chưa? Mới bán bữa nay hả? Ok. Đang đi vòng vòng để lên chương trình trên YouTube đó mà. Ồ, có sữa bắp nữa hả? Rồi bánh gì đây? Bánh tráng nướng Đà Lạt. Mà bữa nay là cái ngày cuối cùng hay là còn ngày nào nữa không? À năm tới à không. À bữa nay là bữa cuối cùng. Bữa cuối cùng. Đứng đây mà nghe mùi khô mực nướng quá. Vâng, để đi vòng lòng vòng chút xíu, chút trở lại. Còn đây là gian hàng bán mực nướng rồi các loại chè vân vân. Quý vị thấy là mực nướng rất là tươi. Rồi quý vị nghe cái tiếng xè xè, tức là tiếng máy đang phát điện thưa quý vị. Thì chương trình chúng tôi đến đây tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.